con xin mời cha phó. Cha phó sẽ nhập trại trước. Rồi các bạn nhìn ha cha phó nha. Rồi xin mời các huynh trưởng. Rồi quý thầy xin mời quý thầy. Rồi các trưởng. Xin mời. Đội nào đã nhập trại rồi, chúng con chạy vào phía trong này nha, vào trước cửa nhà thờ chúng con tập hợp ở đây. Sau khi chúng ta nhập trại xong, chúng ta chạy thẳng vào trưởng ở trong, có anh trưởng xếp hàng đợi cho các em. Xin mời tất cả chúng ta luôn nghe, không có bạn nào mà không có nhập trại nha, không nhập trại không đi vào cửa chính thì đâu có phụ không được nha. Rồi xin mời đội 1 ở bên này nha, đội 1 bên này phải trái cái này. Rồi xin mời đội trưởng tập hợp đội mình. Xin mời các đội trưởng chúng ta khẩn trương lên. Đội 1 kế bên tay trái của thầy, đội 2 kế bên. Cái hình thức mà chúng ta phải chịu chơi mà chịu chơi hết mình nha. Let's go!
không? Chạy không có đi đường vòng đâu không vô. Trời ơi, nó hơi quá vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.